vậy là tôi mong rằng tỷ giá sẽ ổn định ở cái mức như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem. Về bây giờ nói qua bên bên cái thị trường, là chúng ta thấy cái thị trường nào sẽ có cơ hội. Tôi còn bao nhiêu phút nữa? Có ai keep track không? 15 phút nữa. Vâng. Thế tôi xin đi vào một số những thị trường này. Nhưng mà có lẽ cho tôi một vài phút để nói về vấn đề kinh tế vĩ mô với vấn đề lạm phát rồi. Vấn đề các doanh nghiệp như thế nào trong năm nay? Tôi nghĩ rằng tôi mượn một cái lối nói của các nhà tài chính Mỹ, nói là khi họ nhìn về Việt Nam trong năm nay, họ nói là it will get worse before it gets better. It will get worse before it gets better. Nó sẽ trở nên tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn. Về các doanh nghiệp ở Việt Nam, tôi nghĩ rằng tôi chưa nhìn thấy cái dấu hiệu là các doanh nghiệp phục hồi. Tôi chưa nhìn thấy cái sức cầu nó lên để chúng ta tháo gỡ hàng tồn kho và bán bất động sản. Tôi chưa nhìn thấy là cái lực lượng lao động mà trong những năm vừa rồi bị đẩy ra ngoài tình trạng thất nghiệp trở lại khu vực kinh tế nhiều. Tôi chưa nhìn thấy hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu rất nhiều ra ngoài, mặc dầu là về số lượng thì có cái tăng về xuất khẩu. Thế nhưng mà hiện tại tất cả thế giới hình như là rất nhiều quốc gia đang ở trong một cuộc gần như là một cái chiến tranh tiền tệ. Khi mà một số quốc gia chẳng hạn như Mỹ ở Trung Quốc hoặc là Canada và ngay cả Nhật tìm cách đẩy cái giá trị, họ muốn phá giá theo cái nghĩa thị trường, tức là đẩy cái tỷ giá của mình xuống để hỗ trợ xuất khẩu, tại vì thị trường nội địa của họ, họ không còn cái sức mua nhiều nữa để mà tiêu thụ hàng hóa, thì họ tìm ra ngoài thị trường thế giới và họ tìm cách cạnh tranh bằng cách là đẩy cái tỷ giá của họ xuống. Và chính vì thế mà tôi nghĩ rằng về cái thị trường hối đoái năm nay sẽ có những cái biến động rất lớn. Về vấn đề ngân hàng, trong đây chắc chắn có anh chị đã đến vay tiền ngân hàng và cái lãi suất rất cao. Thì riêng tôi rất mong muốn là lãi suất phải hạ xuống thật sự. Và cái lãi suất hiện tại, ngay cả trong những gói tín dụng ưu đãi 10 cho đến 12%, tôi nghĩ còn rất là cao. Cái lãi suất cho vay phải xuống, đẩy xuống sâu hơn nữa, tối đa là 10%. Thì bây giờ dân chúng, các doanh nghiệp mới có thể vay được và có thể chịu được cái sức, cái gánh nặng tài chính. Thế thì để mà lãi suất đẩy xuống cho vay đẩy ra 10%, thì cái tiền gửi phải đẩy xuống 7%. Để cho các ngân hàng nó còn có một cái biên độ lợi nhuận 3% để nó làm ăn. Chứ còn nếu mà bây giờ mà 10% mà tiền gửi 9%, nó không thể nào họ cho vay được, thì họ không thể nào lỗ được. Thành ra cái tiền gửi phải xuống 7%. Mà muốn có tiền gửi 7% thì lạm phát phải xuống 5%. Tại vì những người gửi tiền, các anh chị bỏ tiền vào ngân hàng, các anh chị cũng đòi hỏi một cái lãi suất thực dương. Chứ nếu mà bây giờ mà mình bị một cái lạm phát của mình 7% mà ngân hàng họ đến họ trả cho mình 7% thì chắc anh chị không có mặt mà gì được gửi tiền ngân hàng, các anh chị sẽ tìm vào những cái thị trường khác, thị trường vàng, thị trường đô la, thị trường bất động sản hoặc bất cứ giao dịch nào khác, hoặc là ngay cả tín dụng đen. Chứ không có mặt mà gì mà cho vay với lại cái lãi suất mà